Dạ. cái này dâu của bác á. Dạ. Bà em tới chùa Bắc Sơn hôm lúc đó, bà ơi bà nói Bắc Sơn phù hộ cho tụi con. Mà con kính lời thăm bác, bác Bắc Sơn phù hộ hết tất cả. Và con dâu tôi nó tìm biết tại sao nó gặp ổng có vài lần thôi mà nó lại kết ổng sao chứ cứ nhắc hoài. Sáng nay đi nó tự đi xuống đều le. Thứ không mà đi xuống đấy. Của vậy hả? Mà xuống bên chùa Bắc Sơn không?